cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mình. Lo con đấu vô là Win 5.1 tốt nha mấy bạn. Còn em test là em test 2 kênh thôi, 2.1 thôi. Ba đường digital 1, 2, 3. Ba đường digital input. Niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều. Đời thôi chỉ còn mãi sau.